Ok, hello anh em, quay trở lại cái cùng mình có cái dự án e-commerce này nha. Thì hôm video trước là mình chỉ em cách gọi là inbox tuyệt đối đúng không? Hôm nay mình sẽ làm cho anh em. À, anh em không nhớ là hôm trước mình bị cái lỗi này không? Đó, tức là cái lỗi này là sao? Mình reload lại là nó hết nè. Cái lỗi này để mình làm lại cái lỗi này cho anh em thấy. Cái lỗi này có nghĩa là bây giờ mình sẽ bật cái application á, cái local storage cho mình lên. Anh em sẽ thấy là cái token mình có, cái is login của mình là true, thì cái is login của mình là true á thì nó mới hiện cái welcome này, còn không nó sẽ hiện chữ đăng nhập đúng không? Còn cái token này có, nhưng mà anh em để ý này, cái network của anh em khi mình reload lại này. Khi mình reload lại thì cái current của mình ấy, nó bị một cái lỗi gọi là gì? Token đã hết hạn. Thì lúc này mình phải handle nha, chứ không phải là khi mà token hết hạn mình vẫn để trạng thái đăng nhập, tức là mình phải sửa lại. Anh em chạy vào đây sửa cho mình một cái như thế này. Đầu tiên á là trong cái thằng apps user slide này. Cái ông current này này. Đó, ông get current, ông pending không nói, ông cái phân fill ông thành công thì không nói. Ổng mà thất bại ấy, là mình phải làm gì nào? Mình phải xét cái state này chấm is login này, mình sẽ cho là false, tức là mình sẽ thoát khỏi trạng thái đăng nhập, được chưa? Token mình sẽ trả về là null luôn. State chấm token mình sẽ cho nó là null luôn đó. Còn khi mà lấy có current á thì mình phải xét cái user login này, xét nó là true. Đó, đây là chắc ăn thôi, không có gì đâu. Nhưng mà cái lúc mà lấy không có thì mình phải dis mấy thằng này đi, tức là mình cho nó về null hết. Thì lúc này anh sẽ thấy là khi mình log lại app á là nó vẫn get current, nhưng mà khi mà nó get current fail á thì nó sẽ ở như thế này. Nó như này. Và còn một cái nữa là anh em sẽ thấy là nó có một khoảng thời gian chờ đợi gọi API á, thì nó sẽ hiện undefined. Thì lúc này anh em phải chạy vô trong cái thằng mà mình hiển thị á, mình nhớ ở đâu đó là trong cái top header này, trong cái top header này, mình cái lúc mà mình show anh em show cái này này là mình đang show cái thằng is login này, nó là true, nó là false. Mình đang hiển thị cái current này thì mình phải check xem nếu mà có current thì mình mới làm nhá. Mình sẽ vào và nữa, mình sẽ gắn cái current này làm ràng buộc tiếp luôn, tức là vừa có current mà ok, tới mình thêm cái current ở đây nha. Thì để chắc chắc chắn khi mà có current thì mày hẳn thì cái này, còn không thì mình sẽ không hiển thị nó, để khỏi hiện cái gọi là undefined trên này ha. Rồi bây giờ mình sẽ trước khi mà qua làm admin á, thì mình sẽ làm thêm một cái nữa, tức là khi mà cái token mình hết hạn á thì mình sẽ hiện một cái pop-up lên cho người ta biết là cái phiên đăng nhập này đã hết hạn, à hãy đăng nhập lại. Ok nha. Thì để làm cái đó thì bên cái thằng slide này này, anh em định nghĩa cho mình thêm một cái nữa là message. Message là một cái chuỗi rỗng nha. Rồi, và mình sẽ định nghĩa thêm một cái reducer dưới này. Đại khái mình sẽ có gọi là gì? Clear clear message nha. Tức là mình sẽ phục vụ khi mà mình muốn xóa xóa cái ông này. Để mình check xem là khi mà mật khẩu sai á thì mình có hiển thị pop-up hay không nha. Đây mình sẽ đăng nhập này. Khi mình đăng nhập một cái gì tầm phào á, đó là thì anh em sẽ thấy là mình sẽ bị login lại cái trang này. Đó là tại vì hôm trước á, mình handle cái login chưa có gọi là full ha, chưa có ok, thì mình phải check nè. Có một cái gọi là forgot password luôn à. Ồ, làm cả forgot password luôn rồi này. Một cái gọi là submit. Đây, khi mà mình register không nói, khi mà mình login á thì anh em để ý là mình sẽ dispatch cái login, sau đó là mình sẽ chuyển sang trang home.
đó, nếu mà login này, nếu mà thành công thì mình sẽ chuyển trang home, còn nếu mà thất bại thì mình sẽ hiển thị một cái error message. Sao hôm nay nó lại login quay một vòng trái đất thế này? À, có một cái lỗi hôm trước là mình nói là để sau fix thì mình sẽ fix luôn cái lỗi này nha. Cái lỗi này đại khái là nó bảo là mình cái thằng Redux á, nó nói là mình đang gọi là gửi lên cái reducer của nó á, là một cái gọi là không phải là một cái object thuần. Mình tức là sao nhỉ? Nó nói á, là mình gửi lên á, cái non xe seriable này, value này là một cái giá trị không phải một object thuần, nó có thể là một hàm, một cái callback hay là một cái promise hay là gì đấy, tức là đại khái nó không phải là cái object thuần anh em để nha. Cái thằng Redux á, nó cái thằng reducer á, cái action của nó chỉ handle cái một cái object thôi, object thuần thôi. Mình có thể gọi API dispatch action gọi là hàm bắt đồng bộ á, là vì mình dùng một cái middleware, mình dùng một cái middleware gọi là reduction á, thì rằng reduction toolkit nó đã cài đặt hẳn cho mình cái reduction để mình có thể handle cái đó, là tức là mình gửi lên cái thằng reduct một cái hàm. Nhưng mà cái thằng reduction á, nó lại đứng trước cái thằng đứng trước cửa của thằng store, đứng trước cửa của thằng reducer để nó nhận cái hàm đó và nó xử lý xong rồi nó sẽ trả về một cái object, thì object đó nó tức là khi mà tới cái reducer thì nó vẫn là một cái object đấy, thì thằng React nó chịu. Còn cái thằng React Persist này là nó không có một cái mình tức là cái này của thư viện rồi, nó không có một cái thư viện nào, nó không có cài thêm một cái middleware nào để mà phân biệt ha, thì tức là để mà xử lý trước khi mà chuyển lên reducer, nên mình bắn tức là nó thằng Redux Persist nó đang gửi lên một cái không phải là object lên cái reducer, nên reducer nó mới gọi là báo lỗi như này. Thì để fix lỗi này á, anh em lên gõ cho mình là Redux ý anh em lên gõ cho mình là Redux toolkit view Redux Persist. Đó, anh em gõ cho mình cái này nha. Rồi, tức là để mà mình có thể đâu rồi? Đây này. Redux toolkit này. Để mình nhớ có cái link nào đây nè. Đây, đại khái là mình sẽ thêm một cái đoạn middleware này nữa, tức là mình cài thêm một cái đoạn middleware này nữa, tức là mình sẽ ignore cái action, tức là mình sẽ khai báo, mình nó báo cho Redux biết là nó sẽ không, nó đừng có quan tâm tới cái action này, anh hiểu mình không, tức là nó đừng có quan tâm tới cái action mà mình khai báo trong này, thì nó sẽ không có check cái lỗi đó nữa ha. Thằng này nó ở dưới này lúc trước mình có đọc mà nó có một thằng nó đưa link ấy, đưa link của thằng Redux ấy, mà để xem nha. Chờ chút nha, anh em để nha. Và hồi lúc trước mình có mò được cái link của thằng Redux. Đây, mình sẽ search là Redux Persist. Đây, Redux Persist này này. Lại nha, Redux Persist. Đây, view Redux Persist, anh em chọn cái này cho mình nha. Đúng rồi, vô cái này này. Thì cái này nó cài cho mình này. Đây, là mình sẽ cài đặt cái này, cái doc của nó luôn nha. Nó chỉ cho mình cài này. Thì đây nó có nói luôn là đây, mình sẽ nói qua một lần nha. Cái gọi là non-seri serializable data gì này. Tức là nó nói này, một trong những cái cốt lõi của việc tức là một trong những cái nguyên lý cốt lõi mà để sử dụng Redux đó là gì, mà mình không được gọi là đẩy một cái non seriable value lên cái status hoặc action của thằng reducer ha. Thì đại khái là mình đã phân tích rồi ha. Còn cái non seriable này á, nó là một cái hàm, một cái promise, một cái gì đó mà không phải là một cái object thuần ha. Đó thì nó kêu này, thì tuy nhiên nó vẫn có một cái ngoại lệ đó, thì để mà dùng được cái ngoại lệ đó thì anh em phải gọi là
khai báo một cái middleware, báo cho nó biết là gì, là đừng có check đây này, báo cho nó biết là gì, hãy đừng có check cái đó. Thì anh em bỏ dưới này, mình nói hơi dài rồi, làm lẹ ha. Còn qua thằng login đó, qua thằng admin đó. Thì đại khái là anh em vô trong cái thằng Redux config đó. Ở dưới cái thằng này này, anh em gán cho mình cái thằng này, ok. Và cái chỗ này này, anh em để cái action mà của cái thằng Redux Persist đó nha. Thì cái action của nó, để mình xem thử cái action của thằng Redux Persist là cái gì nha. Is it đâu rồi? Root bowl Persist. Đây. Import cái này vô. Nó sẽ có thêm mấy thằng này nữa. Cái chun x anh em bắt vô đây nha. Rồi. Bỏ cái này đi. Ok. Xuống dưới này bỏ cái thằng này vô. Rồi, lưu lại. Rồi, bây giờ mình sẽ ra reload lại cái trang của mình ấy để xem thử là nó có còn cái lỗi đó nữa không. Anh em thấy là nó không có lock cái lỗi kia nữa đúng không? Không có lock cái lỗi gọi là gì ở non seriable gì đúng không? Rồi, xong nhá. Và bây giờ mình sẽ quay lại cái đăng nhập này, mình sẽ đăng nhập một cái gì đó. Login. Rồi, thì lúc này là nó hiển thị cái message rồi. Ok. Bây giờ khi mà mình sẽ làm thêm đâu rồi, cái thằng login là mình đang gọi API ở ngay tại đây luôn thì không nói. Thì bây giờ mình sẽ cái getCurrent là nó ở top header này, getCurrent ở top header này. Ở đây mình sẽ bắt một cái sự kiện theo cái thằng match, dùng một cái view effect cho mình nha. Dùng cho mình một cái view effect, mình sẽ có gọi là dependency, mình sẽ lấy cái thằng là message. Message. Rồi, mình trong đây mình sẽ check nếu mà có message. Nếu mà có message thì mình sẽ show cái message đó ra. Mình sẽ import cái thằng swan này, enter. Ok. Chấm file. Rồi, trong này mình sẽ làm gì ta? Sẽ render cái gọi là message. Thì chỗ này mình sẽ để đầu tiên là cái chữ gọi là off. Rồi, tiếp theo là sẽ làm truyền cái ms vào đây. Tiếp theo là mình sẽ cái gọi là info. Rồi, chấm then. Khi mà bấm OK thì mình sẽ chuyển nó qua cái trang login luôn nha anh em. Thì để mà chuyển qua trang login thì mình sẽ truyền vô đây một cái config thôi. Trong này nó có gọi là navigate chứ nhỉ? Nó có path này. Chưa có navigate thì React Router DOM này. Mình sẽ gọi là user navigate. Ok, trong này mình sẽ định nghĩa nó nha. Anh em để ý là mình hay dùng cái navigate là dispatch thì để mà không phải file nào cũng import rồi định nghĩa như thế này á, thì anh em viết một cái hook gọi là không phải hook ha, một cái hook nó gọi là higher order coding á, viết một cái hook rồi xong anh em bọc lại những cái thằng mà anh em muốn á, thì anh em sẽ truyền được cái prop hai thằng này xuống. Lúc này anh em lấy xài thôi, không cần phải import ha. Rồi cái này mình sẽ là navigate. Đây. Truyền cái thằng bat chấm login vào đây. Ok, lưu lại để xem thử login nó đã có cái ok, nó chưa có cái dấu sự đúng không? Rồi. Mess. Để đây nha. Và sau khi mà ấy xong á là anh em gọi là dispatch cho mình một cái action gọi là clear message đi.
Thì ở bên đây này mình sẽ viết một cái gọi là clear message. Tại vì sao? Anh em mà không clear nó là anh em không chịu đăng nhập, và hoặc là đăng nhập sai thì nó cứ bắn cái message này ra hoài nha. Message state chấm mess xác bằng chuỗi động, ok, lưu lại. Rồi khi mà anh em cái này anh em bỏ cho mình là state nhé. Khi mà get current mà false thì mình sẽ xác gọi là gì, state chấm match bằng, mình sẽ ghi luôn đây cũng được. Mình sẽ mở việc kia lên. Phiên đăng này nhập đã hết hạn, hãy đăng nhập lại, ok, lưu lại. Thì làm cái này thì mình gọi là cái còn một cách để mà làm cái về login này á, là dùng refresh token nha. Nhưng mà cái đây mình sẽ để cuối cuối cùng mình làm, cuối cái series mình làm. Trước mắt mình sẽ làm cái này thôi, lưu lại đúng không? Rồi để làm được cái đó thì mình sẽ vô cái thằng dữ liệu ti, mình sẽ sửa cái thời hạn của nó lại là khoảng 15 giây thôi, lưu lại. Thời hạn nó 15 giây mà lưu lại, chờ server xong nha. Rồi bắt đầu mình sẽ đi login, login xong thì mình sẽ có một cái token 15 giây, alo thiếu s rồi, một cái token 15 giây. Sau đó là mình reload lại trang thì mình sẽ mất đi cái trạng thái đăng nhập, và mình sẽ có một cái pop up hiện lên báo là mình phiên đăng nhập của mình đã hết hạn ha, là coi như là xong. Mình sẽ bắt đầu qua admin code. Lâu nha, thằng server này làm ăn kỳ ta. Ok, bây giờ mình sẽ như thế này, tắt này luôn, mình sẽ đăng nhập nha. Rồi mình sẽ đăng nhập cái account của mình, gmail.com 123456, ok, mình sẽ submit nha. Xong nha, khi mà submit vô anh em sẽ thấy là sẽ có tên như này. Thì bây giờ mình sẽ đợi một lúc, đợi một lúc ha, để khoảng 15 giây sau mình sẽ reload lại trang. Thì lúc này á, anh em sẽ thấy là thằng này nó sẽ bị mất trạng thái đăng nhập nè, nó không có hiện tên của mình nữa, và nó sẽ hiện pop-up cho mình thôi. Đó, mình sẽ reload lại trang nè. Đó, anh em thấy không? Đó là phiên đăng nhập đã hết hạn này, hãy đăng nhập lại. Đó, thì lúc này mình ok một cái, nó sẽ qua login để mình đăng nhập lại. Rồi, còn nếu mình không muốn đăng nhập thì quay lại. Khi mà mình quay lại á, là anh em phải có thằng này đúng không? Ok này, quay lại này. Nó hiện pop-up, nghĩa là mình chưa clear nó. Đấy, đó là lý do vì sao mình làm một cái clear ở đây. Mình nên xe vào thằng này ra, đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua lại thằng top này. À, hôm trước mình làm cái tuyệt đối đúng không? Anh em bỏ cái này cho mình, nó cũng không có bị lỗi gì đâu. Lưu lại này, cài cái bát tuyệt đối rồi, bỏ mấy dấu chấm chấm đi, nhìn nó rất là rối ha. Bây giờ mình sẽ import một cái gọi là action trong cái user slide này, nó sẽ có thêm một cái action gọi là clear message. Đó, thì khi mình navigate xong á, trước khi mình navigate tới thằng login á, thì mình sẽ clear gọi cái dispatch, mình sẽ dispatch cái action gọi là clear message. Đó, vậy thôi, lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ reload lại nè. Lúc này nó đã mất rồi, nó đã ăn cái code của mình, nó đã mất rồi, thì bây giờ mình sẽ đăng nhập lại thôi. Ok, lúc này đăng nhập lại. Xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ đợi khoảng 15 giây. 15 giây. À, cái thằng này là do mình tìm cái API nó bị lỗi nên không lấy về nha. Cái này để sau. Đã qua là admin đó, tại vì cái kéo dài quá không hay ha.
Bây giờ mình sẽ redirect lại trang này. Lúc này anh sẽ thấy là nó sẽ hiện up lên như thế này, được chưa? Ok, qua login. Nếu mình qua lại thì mất cái message rồi, nó không hiện up lần nữa, nó chỉ hiện một lần thôi. Được chưa? Xong. Bây giờ để xem nha. Vậy thì video sau mình sẽ qua login luôn cho nó là một cái video hoàn chỉnh luôn, chứ làm nửa vời quá. Ok nha anh em.